Chẳng biết từ bao giờ, hai từ hy sinh lại trở thành một trong những trách nhiệm ràng buộc sợi dây vô hình lên người phụ nữ. Khi yêu thì hết lòng vì người yêu, bước đến hôn nhân lại hy sinh vì chồng con và gia đình. Bởi vậy, người phụ nữ thường chịu thiệt thòi trong tình yêu, nhưng sau tất cả, họ nhận lại được những gì? Chào mừng các bạn đang đến với kênh của Phương Mai và chủ đề tâm sự hôm nay là vì yêu, phụ nữ có thể hy sinh, quên cả bản thân mình, nhưng rồi nhận lại được những gì? Các bạn thân mến, tình yêu là màu sắc tuyệt vời nhất trong những gam màu của cuộc sống, là gia vị hạnh phúc nhất mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Trong tình yêu, người nào yêu và hy sinh nhiều hơn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Thế nhưng khi yêu, phụ nữ luôn yêu hết mình và sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt về bản thân mình. Có nhiều chị em, dù thông minh hay thành công đi đến đâu đi chăng nữa, thì khi đối diện với tình yêu, họ dường như mất cả lý trí. Và dù có mạnh mẽ đi đến đâu, thì có những lúc con tim lại gục ngã, lại cần một bờ vai để tựa vào, để được chìm đắm trong thứ mật ngọt yêu thương. Khi yêu, phụ nữ có thể làm tất cả vì người yêu, chăm sóc, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Đôi khi vì mãi mê chạy theo tình yêu, khi ngoài kia các cô gái đang phơi phới tuổi trẻ trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, thì có những người phụ nữ vì yêu quên chăm sóc bản thân mình, đầu bù, tóc rối, và nhiều khi lại còn đang ôm tương tư, gặm nhấm nỗi đau trong chính tình yêu của mình. Bạn có biết rằng trong tình yêu có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng không được nói ra bằng cách này hay cách khác dần dần sẽ giết chết tình yêu. Phụ nữ khi yêu mang một trái tim tràn trề yêu thương và một tâm hồn cao thượng. Chẳng cần nói ra những điều nhỏ nhặt ấy, những người đàn ông cho bạn mượn bờ vai tựa đầu sẽ chẳng đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra những hy sinh, khổ đau mà bạn đang chịu đựng. Dẫu biết là phụ nữ không nên chạy theo tình yêu, nhưng trái tim đã lỡ rung động với một hình bóng quen thuộc, thì dù người ấy có không tốt, có vô tâm thì họ cũng không thể rời đi. Rồi cuối cùng họ cũng rộng lượng, tha thứ và hết lòng vì người yêu. Rồi đến một ngày, mọi thứ thay đổi, tình yêu đã hết, người đàn ông rời đi, phụ nữ không còn nước mắt để khóc vì dòng lệ đã cạn khô. Nhiều chị em đày đọa bản thân, giày vò thể xác và nhan sắc vì hờn giận, vì đau. Thế mới thấy phụ nữ hy sinh để được yêu, nhưng khi hết nhận được tình cảm, họ nhận về những nước mắt và đau đớn. Bước sang giai đoạn lập gia đình, sự hy sinh lại càng rõ rệt. Lúc này có những trách nhiệm, nghĩa vụ không tên buộc người phụ nữ phải cán đáng mọi thứ, và tình yêu lúc này đã chuyển thành trách nhiệm, sự hy sinh. Người ta vẫn quan niệm rằng đàn bà xây tổ ấm, gia đình có hạnh phúc hay không phụ thuộc phần lớn vào người phụ nữ. Vì trách nhiệm, vì chồng con và gia đình, phụ nữ chịu hy sinh tất cả. Phụ nữ lấy hạnh phúc gia đình làm hạnh phúc của mình. Người phụ nữ có thể ăn cơm thừa, canh cặn để dành những thứ ngon nhất cho chồng và con. Họ không biết mệt với công việc xã hội và công việc nhà vì muốn chăm lo cho gia đình luôn tươm tất đủ đầy. Phụ nữ có thể hy sinh những thói quen, sở thích của mình để ở nhà chăm sóc chồng con, để nhường cho gia đình. Người phụ nữ của gia đình luôn mỉm cười và nói là mình ổn, nhưng thực ra bên trong không ổn chút nào. Nếu may mắn gặp bạn đời hiểu chuyện và sẻ chia, sự hy sinh của chị em là xứng đáng. Nhưng nếu không may gặp người đàn ông phũ phàng, phụ nữ lại nhận về mình những đớn đau và nước mắt. Suy cho cùng, vì tình yêu, phụ nữ có thể hy sinh, quên cả bản thân mình. Thế nên phụ nữ khi yêu cần phải lựa chọn, đừng để con tim một phút yếu đuối mà vội tựa đầu vào một bờ vai không xứng đáng. Hãy nhớ rằng chúng ta vốn dĩ sinh ra để được yêu thương, nên hãy lựa chọn và hãy hy sinh cho một người xứng đáng, một người biết quan tâm, sẻ chia. Người đàn ông xứng đáng sẽ không nỡ khiến cô gái mình yêu phải rơi nước mắt. Người đàn ông tuyệt vời sẽ biết cách quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu và yêu cô gái ấy nhiều hơn cả bản thân mình. Bên cạnh đó,
người phụ nữ hiện đại cũng đừng bao giờ tuyên bố độc lập trong gian bếp, mà cần dũng cảm, sống cho bản thân mình, không cúi đầu lệ thuộc, biết tự chủ kinh tế, có sự nghiệp riêng và thông minh, nhạy bén để đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là nâng được thì buông được với những điều không xứng đáng. Và quan trọng hơn hết, hãy là nữ hoàng của chính cuộc đời bạn, làm những điều bạn thích và yêu thương bản thân mình hơn. Khi ấy, bạn sẽ như bông hoa thơm ngát giữa vườn hoa cuộc đời, được nhiều người nhìn ngắm và nâng niu bởi chính giá trị của bạn. Đến đây, Phương Mai cảm ơn chị em đã đồng hành, chia sẻ cùng những tâm sự của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.